Siêu toàn thể bác nhé. Ở trong ngày hôm nay thì lại tiếp tục lên với bác những cái dòng sản phẩm vang cơ lai số thanh lý toàn thể bác. Trong ngày hôm nay thì lên mã đầu tiên toàn thể bác là dòng KM320. KM320 là của DBL Cutic các bác nhé. DBL Cutic dòng này thì về cái chất âm của nó thì không còn gì để chê được. Riêng cái dòng này vang cơ lai số chống hú rất là tốt. Và đặc biệt là con này Echo Revert của nó cực kỳ mượt luôn, rất là hay. Echo Revert rất là ngọt. Và con này thì vẫn đầy đủ tem mác toàn thể bác thôi. Riêng những dòng sản phẩm này thì vẫn đầy đủ tem mác toàn thể của bác. Đấy, con này thì hình thức rất là đẹp. Đấy, con này thì bên em thanh lý giá rẻ thôi cho các bác. Dòng này thì bây giờ ngoài thị trường họ đang giao bán khoảng tầm 3 triệu, hơn 3 triệu. Đấy là cái mức giá khá là cao đấy. Riêng dòng DBL Cutic KM320 này. Đấy. Con này thì nói chung là cách đây một vài tháng thì bên em cũng phân phối khá là nhiều. Đấy. Nhưng mà đợt này thì không nhập về nữa, chủ yếu là hàng đợt này nó hơi chậm một chút, thế nên là còn lại những con nẻ này thì hàng trưng bày các thứ thì bên em bỏ ra thanh lý toàn thể bác thôi. Đấy. Con này thì từ những cái phần cắt súp các thứ thì vẫn đã đầy đủ hết rồi. Con này thì cổng quang này, Bluetooth này, USB này, đầy đủ toàn thể bác luôn. Riêng cái dòng này. Đấy, cổng quang, Bluetooth, USB nhá, optical này. Đấy, Bluetooth. Riêng dòng này thì em đã nói rồi, cái dòng KM320 này thì các bác nào mà hay hát karaoke thì rất là phù hợp luôn. Riêng đặc biệt cái dòng sản phẩm này, KM320 nó có con chip DSP 48 bit, thế nên là echo vang nhại của nó rất là hay luôn, đặc biệt cái dòng sản phẩm này. Và một cái hay nữa là cái riêng cái dòng KM320 thì cái chế độ chống hú rít của nó cực kỳ tốt. Đấy, có cả lưng tiếng mic, mic hát rất là hay luôn, riêng cái dòng KM320 này. Đấy, con này thì các bác nào mà có muốn quan tâm và cũng như là muốn săn đón cho mình để nâng cấp những bộ dàn karaoke của mình lên thì có thể liên hệ qua bên em. Số lượng chỉ có hạn thôi, hiện tại bên em chỉ còn có 5 con thôi. Đấy, KM320 DBL Cutic để cho các bác cái mức giá là 1.700.000 đồng bao ship nhá. 1.700.000 đồng và bao ship code toàn quốc luôn. Đấy, giá rất là rẻ và chỉ duy nhất còn có 5 con thôi. Đúng, duy nhất còn có 5 con thôi. Đấy, các bác là quan tâm thì nhanh tay liên hệ qua bên em. Con này thì dòng này đầy đủ cổng quang này, Bluetooth, USB này, chống hú tốt này, echo vang nhại, echo reverb hay này. Đấy, riêng cái dòng này echo vang nhại cực kỳ là hay luôn. Đấy, echo này, volume này, hoạt động vẫn bình thường các bác nhá, chủ yếu là hơi bụi bặm một chút, bên em vệ sinh qua phát là nó sạch bong luôn. Đấy, rất là mới. Con này thì các bác nào mà muốn nâng cấp những bộ dàn karaoke của mình lên thì có thể liên hệ qua bên em. Riêng con này thì hát karaoke thì không thể chê vào được rồi. Đấy. Vang cơ lai số của DB KM320. Mẫu mã này thì các bác nào mà đã theo dõi bên em và cũng như là đang tìm hiểu những dòng sản phẩm này thì ngoài thị trường thì họ cũng đang bán dao động khoảng tầm 3 triệu đến hơn 3 triệu một chút. Đấy, với cái mức giá hàng mới nhá các bác nhá, với giá hàng mới. Còn đợt này thì nói chung là hàng này thì bên em bỏ ra trưng bày thì chắc là cũng lắm là chỉ test khoảng một vài lần thôi. Còn có 5 con test một vài lần và cũng như là test lại đầy đủ hết rồi. Đấy, chủ yếu là cái hình thức nó rất là mới. Đấy, và tất cả các thứ thì vẫn còn không có trục trặc gì cả. Đấy, thế nên là bên em bỏ ra thanh lý xả hàng toàn thể bác, còn có 5 con, 1.700.000 đồng bao ship cho các bác luôn. Riêng dòng này 1.700.000 bao ship luôn, giá rất là tốt đấy. Bên cạnh đấy thì các bác nào mà muốn sở hữu những dòng sản phẩm vang cơ lai số đấy, dòng Lex FX60 Plus thì đợt này bên em cũng mới cập bến về được rồi. Dòng Lex này thì bên em đang bán với mức giá là 1.150.000. Đấy, 1.150.000 bao ship các bác nhá. Đấy, 1.150.000 bao ship cho các bác luôn. Còn bên cạnh những dòng sản phẩm vang cơ này, vang số này thì có những dòng sản phẩm như lưng tiếng CB900 Pretium. Dòng này của TRL Cutic. Dòng này thì giá ngoài thị trường họ đang giao bán khoảng trên 2 triệu thì bên em đang bán là 1.900.000 bao ship toàn thể bác và đầy đủ dây jack kết nối các bác nhá. Đầy đủ dây jack kết nối luôn. Đấy, rất nhiều những mẫu mã sản phẩm vang cơ lai số hay vang số giá rẻ thì bên em đợt này rất là nhiều. Thế nên các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp qua bên em nhé, 0366 417 927 để được bên em tư vấn chi tiết và đặt hàng. Ngày hôm nay thì chủ yếu lên các bác là 5 con DB Cutic KM320 vang cơ lai số, echo vang nhại rất là hay, chống hú tốt. Các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp qua bên em để có thể chọn cho mình được con đẹp nhất có thể trong cái 5 con này. Các bác quan tâm thì liên hệ nhanh nhé, liên hệ nhanh. Đấy, chốt cho mình ngay con này về karaoke rất là tốt rồi. Đấy, và siêu tuần này các bác, hẹn các bác video lần sau. Siêu tuần này các bác.